Xin chào anh em đang theo dõi kênh YouTube của Iris Nguyễn CCTV nha. Trong video này mình sẽ trên tay cho anh em một cái mẫu camera giám sát mới của anh em, tên của nó là Ruiser SC. Đây là một cái camera update thêm một cái tính năng mới, nó có thể đem đến cho anh em nhiều cái nhu cầu sử dụng khác nhau. Nó có thế mạnh về việc đây là một cái camera quay quét ngoài trời 360 độ, có khả năng quan sát ban đêm, có màu thông minh, cảnh báo thông minh và nhiều tính năng khác nữa. Thì mời anh em mình tiếp tục theo dõi video nhé. Về thiết kế vẫn là tông màu trắng đen chủ đạo của iMau. Vì đây là một cái camera ngoài trời nên là nhiều khi mọi người có thể lắp đặt ở những cái vị trí khá xa so với cái cục phát wifi, nên là với hai cái antenna ngoài giúp cho cái camera có thể bắt cái wifi được tốt hơn nha. Chân đế thì cái thiết kế của nó có phần giống như là Ruiser Z hoặc là Ruiser SE cộng. Chúng ta có thể linh hoạt thay đổi cái cách gắn tường hoặc là gắn trần, sau đó có thể cố định ốc vít ở đây nha. Và đây là một cái camera ngoài trời có khả năng chống nước nên là anh em mình cứ yên tâm, có thể gắn hoàn toàn ngoài trời được nhé. iMau Ruiser SC thì nó sẽ có hai cái tùy chọn độ phân giải, đó là 2K 30MP và 3K 50MP, nên anh em mình có thể tùy theo sở thích và nhu cầu chúng ta có thể chọn cái độ phân giải cao là 3K cho cái hình ảnh sắc nét hơn nhé. Mô độ của nó thì là K7FB-3H0WE cho phiên bản là 30MP và K7FB-5H0WE cho phiên bản là 50MP nha. Tiếp theo là về góc nhìn thì hầu hết các cái dòng xoay ngoài trời của iMau thì đều được tích hợp với ống kính là 3.6mm cho cái góc nhìn là 87 độ so với cái phiên bản là Ruiser SC 30MP và 78 độ cho cái phiên bản là Ruiser SC 50MP. Trên cái con Ruiser SC thì cũng được tích hợp với chức năng là phát hiện người, tương đương như những cái dòng camera khác của iMau, giúp cho cái camera báo động chính xác hơn, hạn chế cái cảnh báo giả một cách hiệu quả hơn. Rồi, và đương nhiên đây là một cái camera quay quét 360 độ nên là nó cho chúng ta xoay ngang là 355 độ và xoay dọc lên đến 90 độ thông qua cái app iMau Live nha. Giúp cho chúng ta có thể giám sát toàn cảnh cái khu vực lắp đặt cái camera. Và nó cũng có sẵn cái chế độ là theo dõi thông minh. Khi mà có đối tượng xâm nhập vào cái khu vực giám sát của cái camera thì cái camera nó sẽ tự động xoay theo dõi cái đối tượng đó, và cho đến khi mất cái đối tượng thì cái camera nó sẽ quay về cái vị trí mặc định trước đó. Còn một tính năng nữa liên quan đến cái chức năng xoay, đó là chức năng lưu điểm yêu thích. Thay vì chúng ta phải chỉnh cái camera về cái vị trí mình muốn thì thay vào đó chúng ta tạo những cái điểm yêu thích, sau đó chúng ta cần thì chúng ta bấm vào điểm yêu thích đó, cái camera nó sẽ tự động quay về cái điểm đó một cách nhanh chóng. Nãy giờ chắc anh em mình thắc mắc là giới thiệu một cái camera mới mà chưa thấy cái chức năng gì mới. Vâng, thì bây giờ sẽ giới thiệu liền cho anh em mình luôn nha. Tính năng đặc biệt trên cái con Ruiser SC đó là tính năng được tích hợp hai cái đèn LED màu xanh với màu đỏ, và khi mà có phát hiện đối tượng xâm nhập thì ngay lập tức cái camera nó sẽ cảnh báo chủ động bằng cái đèn LED nhấp nháy xanh đỏ này và kết hợp với cái còi báo động, nên là cái tính năng răng đe rất là hiệu quả nha anh em. Tiếp theo là một số tính năng khác như là tính năng ghi hình có màu ban đêm thông minh. Thì đối với những cái dòng camera mà có màu ban đêm thì nó sẽ cho phép chúng ta tùy chỉnh với 4 chế độ như thế này nhé. Chế độ thứ nhất là chế độ hồng ngoại thì ban đêm nó sẽ là hình ảnh trắng đen. Chế độ thứ hai là chế độ có màu ban đêm thì khi mà trời tối cái camera nó sẽ tự động bật đèn sáng lên để ghi hình có màu ban đêm. Và chế độ thứ ba đó là chế độ thông minh, là chế độ kết hợp giữa chế độ hồng ngoại và chế độ có màu. Thì bình thường trời tối cái camera nó sẽ bật hồng ngoại, và khi mà có phát hiện người thì cái camera nó sẽ chuyển qua cái chế độ đèn LED để ghi hình ngoài có màu ban đêm, và khi mà không có phát hiện đối tượng nữa thì cái camera nó sẽ chuyển lại cái trạng thái hồng ngoại. Và chế độ thứ tư nó là chế độ tắt, nó sẽ phù hợp cho những cái vị trí mà còn đèn nha, ví dụ như là khu vực hành lang hoặc là khu vực còn đèn đường chẳng hạn như vậy. Và cái phiên bản Ruiser SC thì cái tầm nhìn ban đêm nó cũng sẽ hỗ trợ lên đến là 30m, nó cũng tương đương với các cái dòng xoay ngoài trời khác của iMau nha. Ruiser SC thì vẫn có tích hợp cái micro thu âm và lo để mình có thể đàm thoại hai chiều và có thể kết nối với người thân ở nhà thông qua cái app iMau Live ha. Camera có tích hợp đàm thoại hai chiều và có màu ban đêm thì đương nhiên nó có tích hợp cái cảnh báo bằng đèn và còi báo động trên cái camera.
Một cái cập nhật mới nữa trên cái con Cruiser SC đó là nó sẽ hỗ trợ cái kết nối là Wi-Fi 6, giúp cho cái camera nó sẽ kết nối nhanh hơn, cho chúng ta có thể xem hình ảnh nó sẽ mượt mà hơn. Ngoài ra, thay vì cái kết nối Wi-Fi thì chúng ta có thể đi dây mạng cho cái camera, thì đây cũng là một cái tính năng cộng thêm trên một số dòng camera Wi-Fi của Eyemo. Về thẻ nhớ thì cái trên cái con Cruiser SC này cũng được Eyemo nâng cấp lên đến cái thẻ nhớ là 512 GB, giúp cho chúng ta có thể ghi hình được cái thời gian lâu hơn thay vì là 256 GB cho các bạn trước đây. Ngoài ra thì cái con Cruiser SC này thì cũng được tích hợp cái chuẩn nén mới nhất H265, cũng giúp cho cái camera nó phải lưu trữ lâu hơn, tăng gấp đôi cái thời gian lưu trữ so với các cái chuẩn nén cũ ha. Ngoài việc lưu trên thẻ nhớ thì để đảm bảo an toàn về cái dữ liệu của chúng ta thì chúng ta có thể đăng ký cái gói lưu trữ đám mây của Eyemo, đó là Eyemo Protect. Thì anh em mình có thể trải nghiệm cái gói dùng thử trên mỗi cái camera là 14 ngày, hoặc là có thể mua thêm đồ ghi hình để lưu trữ lâu hơn với cái ổ cứng dung lượng tối đa là 8 TB trên cái đồ ghi ha. Hoặc là nếu anh em mình có sẵn cái đầu ghi bên thứ ba thì vẫn có thể kết hợp chung với cái camera của Eyemo thông qua cái chuẩn con VIP hoặc là cái chuẩn RTFP nha. Còn một tính năng đặc biệt nữa, đây là một cái camera ngoài trời, tuy nhiên Eyemo vẫn tích hợp cái chế độ riêng tư. Khi chúng ta bật cái chế độ riêng tư thì camera nó sẽ xoay về phía sau như thế này nha, nên là chúng ta có thể gắn bất cứ đâu mà vẫn luôn bảo mật riêng tư cho chúng ta nha. Với cái công suất hoạt động khá thấp dưới 6W nên là cái nguồn cấp cho em này là 12V 0,5A, và Eyemo đã kèm theo đầy đủ adapter, các cái phụ kiện như là ốc vít, hướng dẫn sử dụng và các cái đầu nối chống nước cho cổng mạng luôn nha. Tổng hợp lại lần nữa cho anh em mình rõ hơn nhé. Cruiser SC là một cái camera ngoài trời xoay 360 độ với xoay ngang là 355 độ và xoay dọc là 90 độ ha. Hỗ trợ tính năng ghi hình có màu vào ban đêm thông minh với 4 chế độ và tầm nhìn ban đêm của nó là 30 mét nha. Có tích hợp chức năng phát hiện người, loại bỏ được các cảnh báo giả một cách hiệu quả. Tích hợp đèn và còi báo động với hai đèn LED xanh và màu đỏ trên cái camera. Trên cái camera này thì nó sẽ có hỗ trợ kết nối Wi-Fi 6, giúp cho cái camera nó sẽ kết nối được mượt mà hơn. Thẻ nhớ thì chúng ta có thể sử dụng lên đến 512 GB, nên là cái thời gian lưu trữ nó sẽ được lâu hơn. Và anh em mình còn chờ gì nữa, hãy nhanh tay đặt mua và trải nghiệm ngay nhé. Cảm ơn anh em mình đã theo dõi video nha. Chúc anh em ngày mới tốt lành. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.